Đây nha cả nhà, đây là cây maca trồng bằng hạt và ghép. Đây là những mắt ghép của cây maca. Thì như vậy thì nó sẽ đỡ chi phí giống và cái cây nó khỏe hơn và nó thực tế hơn. Nhiều khi những năm về trước những cây maca 5-7 năm tuổi rồi nhưng mà nó lớn lên thì cái giống nó không có được chuẩn. Nhiều khi nó 5-7 năm phải chặt đi. Thì đây là một cái biện pháp thay thế, cái cách để mà khắc phục cái lỗi mà ngày xưa đã xảy ra. Đây những cây maca này ghép hết, mắt ghép hết. Như mắt ghép này thì không sống nè. Đó. Sầu riêng, xoài. Đây. Những cây maca đã được ghép. Quăng hạt xuống, mọc lên. Nó giống như cái bơi á, quăng hạt xuống, mọc lên và sau đó là ghép.